Lưu nát. Dạ. À, cái gì? Ừ, tiền đâu? Tiền gì? Mấy triệu tiền hàng của tôi đâu? Thì đấy. Lại mua cái gì linh tinh rồi đúng không? Mua cái gì? Nói. Điện thoại VIP xịn đẹp đẳng cấp doanh nhân. Gì đấy? À, cấp mấy triệu tiền hàng người ta đi xong mua con bạch này à? Từ từ luyến để Lưu nói cho mà nghe này. Cái này giá gốc của nó là 100 triệu đấy. Nhưng mà tôi tìm ra nguồn mua được cực rẻ, có mấy triệu thôi. Ê, đừng có coi thường thằng này nhá. Thức thời phết đấy. Ok, từ từ. Đây là điện thoại doanh nhân. Mà doanh nhân ấy là uy tín. À, Lưu nát mà dùng cái điện thoại này, người ta thấy sự uy tín, mình sẽ ký được những hợp đồng khủng. Giải lúc đấy tiền vào như nước, nước chấm với chị lị. Lần sau nhá. Mua cái gì phải hỏi ý kiến vợ nhá. Đồng ý mới được xuất tiền nhá. Nhà phải có nóc nhá. Rõ là nhớ chưa? Nhớ chứ. Trông hoàng đây. Thì vẫn trông. Đây về cơm nước con đi học về rồi. Thì vậy bẩn. Dưới ạ. Siccolo, doanh nghiệp Lưu Nát nghe đây. VIP phone. Chú mày biết không? Anh có định mua thêm cái nữa. Hai tay hai súng. Doanh nghiệp đỉnh cao. Thế đất chồng. Bây giờ nếu mà anh thích đi, đây em cho anh luôn. Cái gì? Thật á? Vâng. Đừng đòi lại đấy nhá. Úi giời. Alo, 50 triệu không làm được đâu. Alo, 100 triệu nó lộ tài khoản. Hoa quả trái cây ship vào tận giường. Thế nhá. Thôi nhá. Chồng anh cũng bách đây. Mỗi tội là điện thoại không nghe gọi, không nhắn tin được thì cũng chỉ là cục gạch thôi. Là sao? Hả? Thế anh chưa biết gì à? Báo chí đăng rồi. Từ tháng 9 năm 2024, điện thoại 2G chính thức không hoạt động được nữa. Cho nên điện thoại có đắt tiền đến mấy thì cũng chỉ là cục gạch thôi. Thôi, anh lấy hàng để em có đi ship. Hay. Bây giờ ấy, anh muốn sang, xịn, mịn để anh sắm ngay cho em con Samsung smartphone này. Màn hình to oạch luôn, giảm hơn 50%, giá chỉ còn hơn 1 triệu, ngon bổ rẻ. Nhưng mà mua ở đâu? Ra Viettel, chỉ cần lên 4G là có giá này. Bây giờ doanh nhân thành đạt rồi, phải chịu khó tìm hiểu kỹ vào. Vẫn tìm hiểu nhưng mà... Dạ,